Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay là dịp cuối tuần, thời tiết bên đây cũng khá là lạnh rồi. Thành ra hai tụi mình quyết định ghé vào một cái nhà hàng lẩu của theo cái kiểu Nhật tên là Shabuya. Đây là một cái nhà hàng chuyên về lẩu Nhật và họ bán theo cái kiểu là all you can eat. Thành ra mình cứ việc mình vô đây mình ăn khi nào mà mình ăn không nổi nữa thì thôi. Cái súp đó thì họ có 8 loại, mỗi người mình có thể chọn ra một loại súp theo cái loại mà mình ưng ý nhất. Phở đó, phở nước, nước phở đó, chứ không phải là nước đồ. Ok, giống như nước phở bò ha, thử. Sau khi đã order mỗi người một loại súp để ăn kèm với lại các loại thịt. Còn đây là cái quầy mà họ để các loại rau củ quả thì tụi mình lên đây lấy những cái loại rau mà mình thích ăn. Wow, cái quầy rau ở đây nó lớn quá ha. Mấy cái tiệm mà lẩu Nhật mình đi trước đó nó ít khi có cái tiệm nào mà nó có mấy cái quầy rau lớn như thế này đó. Wow, nó nhiều thứ quá, cũng không biết ăn cái gì. Thôi để đi một vòng coi xong rồi mình quyết định mình ăn cái rau gì sau. Ồ, bên kia kìa mình thấy có cái quầy mà các loại nước chấm. Ok, để mình qua bên đó mình quay cho các bạn xem. Đó, bên này nó có các loại nước chấm, mình thích loại nào thì mình cứ việc lấy nha. Nhà hàng tên là Shabuya. Phải công nhận á, trời lạnh á, đi ăn các loại lẩu công nhận nó ngon thiệt á. Tụi mình thường hay đi ăn các loại lẩu ví dụ như của Việt Nam, của Trung Quốc hoặc là của Nhật Bản. Nhưng mà tụi mình á, thì đương nhiên người Việt thì mình thích ăn lẩu của Việt Nam à. Nhưng mà lẩu của Việt Nam mình nó cũng không có nhiều loại lắm. Và lẩu Trung Quốc cũng vậy thôi. Nhưng mà cái là gia vị của Trung Quốc mình có vẻ không có được thích lắm. Còn cái lẩu Nhật thì nó có nhiều cái kiểu loại nước súp khác nhau thì mình cũng thích lắm. Thì dạ, lâu lâu cứ vài ba tuần đó tụi mình lại đi ăn một cái nhà hàng chuyên về lẩu Nhật. Thì dạ, tụi này sẽ từ từ giới thiệu cho các bạn xem nha. Nhà hàng này thì mình thấy các loại là thịt đó, có vẻ nó thuộc loại thịt cũng thịt bò Mỹ rất là mềm. Chắc là họ tuyển chọn của loại thịt bò mà USDA approve. Thì dạ, thịt bò nó rất là mềm, ăn ngon lắm. Còn các đồ rau nó cũng nhiều loại rau, nguyên cả cái dãy hàng rau nãy mình có quay sơ cho các bạn xem á. Còn các loại seafood thì mình thấy hình như nó không có, bà xã mình hồi nãy lấy các
mấy cái con ghẹ mà bỏ vô hình như nó không được tươi cho lắm, thành ra mình cũng không có hứng thú lắm. Ở đây thì mình chỉ thấy nó có vẻ nó nhà hàng nó rộng, nó thoải mái hơn thôi, chứ còn thịt thì cũng ok được á, nhưng mà còn hải sản thì mình không có nghĩ.